cho các bạn. Và cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì Apple cũng chính thức ra mắt chiếc iPhone 6s, chiếc smartphone được mong chờ nhất những tháng cuối năm 2015. Và hôm nay, Thế Giới Di Động sẽ đánh giá nhanh cho bạn chiếc iPhone 6s này và liệu nó có xứng đáng để các bạn nâng cấp từ iPhone 6 lên hay không. Về thiết kế, thoạt nhìn vào ngoại hình của iPhone 6s, các bạn sẽ khó phân biệt được đâu là iPhone 6 và đâu là iPhone 6s. Nhưng nếu các bạn soi kỹ phần mặt lưng, chúng ta có thể thấy rằng trên iPhone 6s, Apple còn in thêm một chữ S giúp cho người dùng có thể phân biệt được hai người anh em song sinh này. Ngoài ra, Apple cũng thay đổi chất liệu chế tạo nên iPhone 6s. Thay vì sử dụng vật liệu giống như trên iPhone 6, thì lần này quả táo đã sử dụng hợp kim nhôm 7000 series aluminum, loại vật liệu thường dùng trong ngành công nghiệp hàng không để chế tạo nên phần khung viền cho iPhone 6s, giúp hạn chế khả năng cong hay gãy khi người dùng bỏ máy trong túi quần hay ba lô. Và Apple cũng chính thức ra mắt phiên bản iPhone 6s màu hồng dành cho các chị em phụ nữ, nhìn khá là đẹp và cá tính. Về phần màn hình, không giống như tin đồn rằng iPhone 6s sẽ được tăng độ phân giải màn hình thì Apple vẫn giữ nguyên độ phân giải HD, nhưng màn hình trên iPhone 6s đã được thiết kế khác biệt hoàn toàn so với người đàn anh của mình khi nó được làm để cảm nhận được lực nhấn từ ngón tay của chúng ta. Ngoài ra, trên iPhone 6s còn tích hợp một con chip màn hình hỗ trợ tăng độ sáng lên gấp 3 lần so với mức bình thường. Và màn hình này cũng đóng vai trò trợ sáng khi chúng ta chụp ảnh từ xa. Và một trong những điểm nhấn chính trên iPhone 6s là việc Apple đã tích hợp công nghệ cảm ứng lực nhấn Force Touch lên iPhone 6s. Và iPhone 6s cũng chính là sản phẩm thứ 3 của Apple hỗ trợ tính năng này sau Apple Watch và một số máy móc. Và vì được tích hợp sau nên công nghệ cảm ứng lực nhấn đã được Apple cải thiện rất là nhiều, từ tên gọi đã đổi thành 3D Touch cho đến việc nó tích hợp khá là nhiều công nghệ tính năng thú vị khác nhau. Và có hai cách để chúng ta tương tác với tính năng này mà Apple gọi là Pop và Pip. Với Pop, chúng ta có thể xem một nội dung đó như email, tin nhắn, hình ảnh hay video mà không cần phải mở chúng lên. Chỉ cần nhấn nhẹ vào nội dung các bạn muốn xem thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị. Ngoài ra, khi vuốt từ dưới màn hình lên thì máy sẽ hiển thị một menu các công cụ nhanh giúp cho người dùng có thể tương tác trực tiếp với tập tin đó. Và chúng ta cũng có thể chuyển qua lại các ứng dụng môn thi thắt bằng việc vuốt từ mép màn hình. Còn với Pip, cho phép người dùng nhấn vào biểu tượng các ứng dụng và nó sẽ hiện ra những tính năng truy cập nhanh của từng ứng dụng đó. Ví dụ các bạn có thể bấm vào biểu tượng cuộc gọi để máy có thể hiện ra công cụ như thêm số liên lạc hay quay số nhanh, hoặc bấm vào icon camera để mở nhanh tính năng chụp ảnh cũng như quay video. Về cấu hình, iPhone 6s sử dụng vi xử lý A9 thế hệ mới cho hiệu suất cao hơn 70% so với A8 và GPU mạnh hơn 90%. Và cũng như giống như những lần ra mắt trước thì Apple đã giấu kín mật cái dung lượng RAM trên iPhone 6s, và có lẽ chúng ta cần chờ đến ngày iPhone 6s được bán ra thị trường vào ngày 25 tháng 9 thì mới biết chính xác được vấn đề này. Ngoài ra, cảm biến vân tay cũng được Apple nâng cấp lên phiên bản Touch ID 2.0 cho độ nhạy gấp 2 lần so với phiên bản thứ nhất. Về camera, giống như những thông tin dò dỉ trước đó thì camera của iPhone 6s sẽ có độ phân giải 12MP, hỗ trợ khả năng quay video chất lượng 4K. Ngoài ra, đèn flash trên iPhone 6s còn có khả năng thay đổi độ sáng tùy thuộc vào điều kiện môi trường các bạn chụp. Và một điểm các bạn cần lưu ý là công nghệ chống rung quang học OIS sẽ không xuất hiện trên iPhone 6s mà nó chỉ xuất hiện trên phiên bản iPhone 6s Plus mà thôi. Một trong những tính năng chụp ảnh đáng chú ý nhất trên iPhone 6s là khả năng chụp live photo, nghĩa là biến một tấm ảnh tĩnh thành một đoạn video ngắn hoặc một tấm ảnh GIF. Và để chụp được tấm ảnh live photo thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút vàng trên giao diện camera để bắt đầu chụp. Nguyên lý hoạt động của live photo là sự kết hợp giữa camera sau của máy đi cùng công nghệ 3D Touch trên màn hình. Ngoài ra, để chạy đua với trào lưu chụp ảnh từ sướng thì Apple cũng chính thức nâng cấp camera trước của máy lên độ phân giải 5MP, và camera này được Apple gọi là FaceTime. Về giá bán, hiện tại chưa có giá bán chính thức cho iPhone 6s phiên bản quốc tế, nhưng đối với thị trường Mỹ thì iPhone 6s phiên bản bộ nhớ trong 16GB sẽ có giá $199 đi kèm với hợp đồng 2 năm của nhà mạng. Hoặc các bạn cũng có thể mua trả góp với giá chỉ $32 một tháng chọn, và các bạn có thể trả trong vòng 12 tháng. Dự kiến máy sẽ được bán ra vào ngày 25 tháng 9 này. Tổng hợp sau bài so sánh nhanh này, chúng ta có thể thấy rằng iPhone 6s không có nhiều điểm thay đổi về thiết kế, nhưng với những tính năng mới mà Apple tích hợp hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cũng như mới lạ cho chúng ta. Và chúng tôi sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết iPhone 6s cũng như iPhone 6s Plus khi nó được bán ra thị trường. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.